trong game này cứ hở bằng mạnh. Đây tôi ví dụ với anh em, à, anh Lụa không hở à? Ừ nhỉ, anh Bờ Lệt hơi hở một tí này, ông thầy của chúng ta hở vách bèo này, ngài Dinh không hở. Ô, đó là lý do vì sao ngài Dinh và anh Lụa yếu à? Bởi vì hai anh này không hở tí nào à? Anh Sampo này, thôi đéo bàn cơ mà. Anh công an không hở cũng yếu. Mẹ cái thằng Luca này, mẹ nó hở nhiều quá không ạ? À? Bảo sao nó mạnh? Hở thì bỏ luôn cái áo đi luôn cũng được, hở chi cái lỗ vậy không biết. Phú Xuân còn hở nguyên cái lưng kia kìa. À, là Dinh Lưu à? Ừ, thế cũng đúng. Argenti cũng không hở à? Ừ, bảo sao? Cũng kín lắm anh em ạ, à, cũng kín cổng cao tường lắm. Còn gì thì sao? Ui, mẹ gì hở đẫm thế này mà không mạnh được không nhở, lạ chưa? Từ nách đến ngực đến đùi hở hết không ạ? À, Pua Fiction gì mạnh à? Ừ, đúng, hợp lý. Anh Đàn Rồng chả khoét ngực không? Mẹ khoét khác gì con Adventurine không? Còn hở cả lách nữa không ạ? À? Ui mẹ, ôi rồi. Anh Đan Rồng hở nhiều nhất là mạnh nhất à? Còn ai hở nữa không nhở?